Buka lên đây mẹ. Mẹ rửa khoai nhá. Mẹ rửa khoai rồi là bánh chân gà với chân gà ăn ăn nhá. Đấy, mẹ đang rửa khoai đấy. Rồi mình đi ra gỡ anh Minh Khang nhá. Minh Khang làm gì đây? Minh Khang chơi ô tô à? Thôi mẹ làm áo thật này, mẹ bào sợi. Minh Khang ơi, vào đây con, vào xem mẹ bào sợi khoai này.